Để đặt mua những chiếc tay cầm xịn sò nhất với giá thành tốt nhất, anh em đặt hàng ngay tại shoptaycam.com. Kingmansport.vn. Thế giới đồ thể thao Lam không chỉ đẹp mà còn giá tốt. Rồi chúng ta sẽ đến với một kèo tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay với form tiền là 200 tỷ. Ở đây thì bác Tú có lẽ là một fan cứng của Tú Tạ, mà không hiểu bằng cách nào đó bác ấy mua được 7 con Tú Tạ nhở. Ai bán Tú Tạ mà nhiều vậy? Sao 7 thằng bán ở cái thẻ cộng 3 này có 4.640 nhở? Con này bù phải đến tiền triệu, sao lại mua được nhiều thế nhở? Sao ai lại lãng phí bán Tú Tạ cho bạn này 7 con nhở? Bù lặng đi nha, bù lặng nhá. Một con Tú Tạ là căng tiền đấy, căng tiền luôn đấy. Sợ nhờ mua hẳn được Tú Tạ, tôi khiếp đòn luôn đấy. Cái gì đấy, trong đội hình lại còn hai con Tú Tạ nữa này. Cái gì vậy trời? Ôi trời ơi, đội hình còn hai Tú Tạ luôn này. Fan cứng của Tú Tạ ấy rồi, dã man luôn này. Hai con Tú Tạ này mỗi con cũng một tầm một con quay, mỗi con Tú Tạ cũng một con quay nữa. Bán cả đống này đi, khi mua con Emblem chứ đùa đâu nhá, chỉ cần con Tú Tạ thôi. Sợ thật đấy. Ui rồi ôi, lại còn Tú Tạ NG ở đây nữa này. Gì vậy bác chủ ơi, bác mua cả đống này nghe nặng đô đấy nhá. Con ác này chỉ cần đăng lên bán có đâu đó khoảng chục con Tú Tạ là đã ra tiền rồi. Rồi, bác chủ đã có ý như vậy rồi thì tôi cũng chắc chả cần phải lấn cấn gì cả. Chúng ta sẽ có Tú Tạ có thể đá bất kỳ một vị trí nào nhá. Tú Tạ có thể đá tiền đạo, có thể đá cam, có thể đá CDM, có thể đá CDM và có thể đá trung vệ. Chỉ số từ 107 cho tới 120. Mà đây là vẫn chưa phải là full team color đâu nhá. Full team color nó tầm 122, 123 chỉ số tổng đấy. Khủng khiếp luôn đấy. Rồi, bác chủ muốn build một đỉnh của Brazil và có bộ 3 tam tấu là 3R. Bộ 3 tam tấu 3R là căng tiền đấy nhá. Tú Tạ đã mạnh rồi mà lại có mua ở bộ 3 tam tấu nữa à? Nghe nó lặng đồ ấy nhờ. Rồi, bác chủ đã nói vậy rồi thì mình vẫn phải nghe thôi. Cái chất riêng nó như thế rồi thì biết làm sao. Rồi, The Lima trước này. Thực ra The Lima bây giờ mà mua thì cũng phải khó nhờ. Cộng 5 thì rất khó. Mua con Negan Derry này thì nó không ở rồi. Hay là mua cộng 3 thôi nhở? Hay là mua cộng 1 về đập cộng 3? Chứ cái lực này của anh em mình không đủ. Trừ khi anh em giảm xuống mùa MC. Mùa MC thì lại là ảo. Mà không thì anh em xuống LH6 à? The Lima chắc anh em mút tầm khoảng LH6 nữa. Rồi nhân tiện vào đây tôi sẽ mua luôn bác chủ một con Ronaldinho nhá. Nhân cái tiện vào đây mua luôn Ronaldinho cap đã. 3R thì chắc chắn là phải có Ronaldinho rồi. Con này đặt cứ 24 tỷ thôi, không vội nhá. Khó nhờ, rô béo bây giờ khó chịu nhờ. Hay là mua con này cộng 3 thôi được không? Hay thôi lấy con BVKC nhìn cho nó sang nhở. Về đập dần nhở. Được không? Nhớ về đập dần đi bác ơi. Thực ra cái form tiền này nó không thể nào mà anh em mua được hẳn một con rô béo cộng 5 mùa mới. Nhưng mà thôi tôi nghĩ là anh em hôm nay lấy con BVKC về đập dần nhá. Về phôi phe đập dần lên 2 lên 3 đá cũng được rồi nhá. Tạm như vậy đi. Rồi là con Rivando nữa, là chốt cái kèo 3R với bác chủ. Còn đâu tiền tôi mất, tiền tôi làm tấp. Rivando tôi nghĩ là chỉ lấy con BTB thôi. Mắc giá luôn, nhưng thằng này cũng đang mắc, người mình cũng mắc theo thôi. Rồi bộ 3 tam tấu đã có này. Ở đây thì anh em có cả Kaka đá nhạc trưởng rồi. Thì tôi nghĩ là bộ tứ nguyên tử như vậy là đẹp. Ui có cả Phúc Du ở đây nữa à? Đủ nhờ. Tú Tạ thì tôi cứ sắp nó đá CB nhá. Sau đó thì nếu như mà đội hình kiểu rô béo làm ăn nó hơi ẩu ấy, thì tôi đẩy Tú Tạ lên tiền đạo, tôi thay cho rô béo. Tôi nghĩ hợp lý. Tôi đá một con CDM nữa và một con trung vệ nữa là đẹp. CB chắc tầm 110 vắt lên luôn nhá. Silva mùa này thì mặn tiền quá. Đấy Silva mùa này thôi nhỉ. 16 tỷ 3 nhá. Bú này. Đấy con CDM nữa. CDM có Phúc Du rồi à? Du rồi thì đéo rồi con nào nghe ổn hơn nữa nhỉ? Chả lẽ này phải lấy cộng 8 à? Thế thì cha anh em mấy con Fabinho MC này thôi là vừa miếng lắm rồi. Con này tầm 40. 47 tỷ, được chưa ạ? Nếu như mà anh em thích thì đẩy Tú Tạ ra cánh được, làm thêm con trung vệ nữa cho bác chủ ok. Làm thêm một con CB nữa cũng được. Đây lấy con Militao này anh em này. Rồi 15 tỷ 3. Tú Tạ giặt cánh, được chưa ạ? Rồi còn 28 tỷ à. Rồi tôi cân thử quả lương anh em nhé. Cân thử quả lương theo đội hình này nó đang đến đâu đã. Xong. Đây. Đờ Lima tính ra mùa này anh em mình thương hơi lao đấy. Ronaldinho này. Rồi Ronaldinho này. Ở đây có Kaka này. Đi thầy em nghe mà đã thấy háo hức. Thứ hai nhá, tôi hẹn rồi mà. Anh em lên kèo thứ hai. Nói chung là giao lưu với anh em thôi.
Chuẩn thứ hai nhá, tầm tối tối, khả năng cao anh em làm một đội hình nào đó là anh em va với nhau ấy. Anh em chờ nhá. Hai anh em làm va một đội hình giao dịch, sau đó là làm kèo BO5 là đẹp. Giao lưu như thế là ok. Ở đây là có KC này. Mùa này thì hơi nhỏ so với bây giờ nhưng mà thôi vẫn chơi được. Đỡ phải mua. Nếu mà mua chắc anh em mình lấy mua 21U là đẹp nhé. 21U là ok. Rồi đây có thằng nào nhỉ? Silva đúng không? Tin chứ anh em, tin tưởng ngay. Ở đây thì có ngay con Militao à? 110 chạy mát máy. Tú Tạng ở đây nhá. Tú Tạng 8 ở đây thì nói thật với các bạn, có khi Tú Tạng thực ra nó đá đâu cũng được. Các bạn có thể đổi Tú Tạ đá trung vệ hay là đá bất kỳ cái vị trí nào thì cũng đều là được luôn đấy. Gác đền thì tôi cứ lấy tạm Alisson nha. Một quân cúp này tạm đi. Bill Quốc Dân 700 tỷ KS anh em gửi. Bây giờ nếu như mà như vậy còn 17 lương à? 17 hoặc 19 lương đi. Kèo chân trái. Có Telet, có Sandro à? Telet à? Telet mùa này được không nhở? Tỷ tư. Mùa này thì 2 tỷ. Alisson giảm xuống mùa nhỏ hơn một chút là được rồi. Thế là ổn đấy. Alisson có lương 17 đúng không? Rồi lương 17, lấy mùa này thôi. Lấy mùa này thôi là ngon rồi. Nháp nháp nhẹ nhá. Đúng lương 19. Lương 19 thôi là Alexandro, Telet, một trong hai các bạn lấy con nào cũng được. Alexandro thì nhìn nó có vẻ to hơn tí. Có mặt tốc độ. Hai thằng đều lương như nhau. Tấn công thì con Telet này ổn hơn đấy. À cũng có mặt tốc độ luôn nha. Rồi Telet đi, 2.3. Cho nó chỉ số to tí. Mà ít khi tôi đá Telet nhá. Rồi xong. Hệ thống này nhìn khủng nhờ. Đẹp luôn nhá. Còn dư 25 tỷ à? 25 tỷ là chắc anh em mua thêm dự bị thôi. Nếu như muốn mua cũng rờ là con Richard Nixon. Là đẹp. Rẻ thế nhỉ? Con này sao có 7 tỷ nhỉ? Mẹ sao con này ảo giá sao được 7 tỷ nhỉ? Mua được thì anh em mua thêm được. Con này dự bị ok. Con này đá cánh cũng được mà đá tiền đạo trung tâm ok. Thế thôi tôi nghĩ là đội hình này tạm thế này là được rồi. Như thế là quá ngon so với cái giá trị và cái đội hình hiện tại đó. Còn dư tiền thì bác chủ đập con đô béo lên. Chứ mua hết tôi sợ là không còn lực. Được chưa ạ? Thế nhá, đội hình này tôi nghĩ là ok đấy. 2000 years later. Rồi ngày hôm nay một ngày trở lại thì đội hình Brazil với thủ lĩnh Tú Tạ NG8 đã đầy đủ rồi. Với cố Tú Tạ trong đội hình thì thực sự tôi không lo với bất kỳ một điều gì cả. Một cầu thủ toàn năng, có thể đá bất kỳ một vị trí nào. CB123, hậu vệ phải cũng đã 122, CDM122, đẩy lên cam cũng 112 và tiền đạo cũng đã là 110 rồi. Đá đâu thì Tú Tạ cũng có thể gánh gồng được dàn team này. Nhưng dù sao thì hệ thống của chúng ta cũng rất mạnh với bộ ba tam tấu tràng công. Có Rivaldo, có Ronaldo de Lima và Ronaldinho của mùa BVKC. Với tam tấu Brazil anh em sẽ được dứt điểm cộng 1 và dây bóng là cộng 2. Team bạc dĩ nhiên sẽ là hai chỉ số chung. Cùng với đó là Brazil anh em sẽ được thêm 3 chỉ số chung, giữ bóng 2 và thể lực 1. Nói chung thì đá Brazil anh em làm quả bộ 38 tấu này cũng là một lựa chọn rất mắc binh rồi. Nhạc trưởng chúng ta sẽ có là Kaka của mùa Real Madrid, bộ tứ nguyên tử xanh chín thật. Về lực thì không có nên là anh em có thể mua BVKC cộng 1 và đập lên dần nhá. Như thế nó đỡ ảo. Chứ bây giờ cái tầm tiền như vậy anh em chỉ mua được MC hoặc là LH thôi. Nhưng mà nếu như muốn mua mùa mới thì các bạn có thể mua Legendary hoặc là BVKC để đập dần nhá. Bác chủ cũng đã làm điều như vậy. Bộ đôi CDM sẽ là Casemiro cùng với Fabinho. Chỉ số cũng đâu đó gần 120 rồi. Cặp trung vệ Silva cùng với Marquinhos của mùa World Cup 22. Bên phải có Tú Tạ, bên trái có Telet. Và vị trí gác đền sẽ là Alisson Becker. Mức lương tròn sinh là 240. Ở dự bị thì chúng ta có thêm là Richarlison, là Neymar, là Coutinho. Có thêm cả Marcelo, Cafu. Đó là những lựa chọn ở vị trí dự bị. Có thêm con hàng Ederson ở vị trí gác đền với mức lương thấp luôn nhá. Đẹp đấy anh em ạ. Ở dưới thì có cả một lô Tú Tạ anh em ạ. Tú Tạ 8 rồi là rất nhiều những Tú Tạ nhỏ. Rồi không phải chờ đợi gì, chúng ta sẽ đến với những bước chạy đầu tiên của Tú Tạ và đồng bọn. Rồi đá thôi anh em ơi, chúng ta sẽ đến với những sự trải nghiệm đầu tiên của đội hình Brazil cực kỳ hổ báo này. Xong rồi đấy, ban đầu. Bên này thoáng quá, đúng chưa? Ronaldinho. Tốc độ của Ronaldinho. Lách quả lại này. Chuyền ở ra này. Ra đây là xong rồi đấy.
Fabinho là người ghi bàn đầu tiên cho đội hình này. Chọc quả này đẹp quá nhở. Daniba. Đi đâu? Ui, đóng quả bóng kìa. Phê nhờ. Rồi, quả này để thể hiện đẳng cấp của Tú Tạ này. Tôi thể hiện đẳng cấp Tú Tạ những tình huống như thế này này. Thể hiện đẳng cấp luôn đấy. Đúng chưa? Hay quá. Được chưa? Tôi tưởng vịt vị rồi mà. Tôi tưởng nó đứng hình nó vịt vị. Sao vẫn như vậy à? Chuyền. Chuyền đi đâu? Ở đây nó quan sát tốt nhờ. Mình di để nó ZD cơ. Xong rồi đấy. Chấm hết. Di GK lên là xong. Ok. Ok chưa? The Lima. Xong. Ui. Thoát quả hay thế nhở. Tốt thế con dịt kìa. Hai. Xong rồi đấy. Chú ta. Đó là The Lima. Cuối cùng cũng có bàn thắng. Rồi Rivaldo. Tốc độ của Rivaldo. Hay lắm. The Lima. Môn ra là chết. Môn ra là chết mà. Ui. Quả đấy xịt à. Quả đấy vẫn để nó xúc truyền ra nhỉ. Cái thứ bóng đá. Đúng rồi đấy. Bước chạy thần tốc của Ronaldinho. Xúc nhẹ nhỉ. Quả này thì xong rồi. Đỡ đi. The Lima nó ra chân đét nhờ anh em nhờ. Vừa nhanh vừa mạnh vừa hiểm. Ôi lỗi rồi. Địch sạc cái mẹ người nào luôn. Thằng này chính ra cái quả bay tên này cũng vô vọng suốt giữa à. Hơi lệch à. Hơi lệch giữa tí. À mày quẩy. Hay quá nhờ. Quả này thì không bao giờ bỏ lỡ luôn nhá. Hứa với anh em. Hứa với anh em không bao giờ bỏ lỡ. Đó là The Lima. Tiếc thế.
Tú Tạ đấy. Là Tú Tạ đấy. Là Tú Tạ đấy. Mẹ rùa thế nhở, số tố người nó. Chí mạng luôn mà, đâm thẳng vào trung lộ. Tấm kinh quá. Rivaldo, cái chân phải. Trọng tài này có đào tạo rất bài bản luôn này. Ronaldinho. Ronaldinho. Đẹp rồi.